Cô thương chào các em học sinh khối 8 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Các em thân mến, ở học kỳ 2 này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về văn thuyết minh. Hôm nay, cô giới thiệu với các em tiết 80 thuyết minh về một phương pháp, cách làm. Bây giờ chúng ta cùng đi vào phần thứ nhất, giới thiệu một phương pháp cách làm. Ở phần này, chúng ta được cung cấp hai văn bản ở sách giáo khoa trang 24-25. Cô mời các em mở sách giáo khoa và đọc văn bản. Ở văn bản A, cách làm đồ chơi em bé đá bóng bằng quả khô. Ví dụ B, cách nấu canh rau ngót với thịt lợn nạc. Như vậy, em thấy ở hai văn bản, cái cách làm đồ chơi và cách nấu một món ăn, chúng có sự khác biệt nhau cơ bản về cách phần. Ví dụ như là ở cách làm đồ chơi, nguyên liệu thì người ta sẽ giới thiệu với mình những nguyên vật liệu cần thiết để làm nên món đồ chơi đó. Còn ở cách nấu ăn thì nó khác. Đó là khi giới thiệu nguyên vật liệu thì phải giới thiệu nguyên vật liệu cụ thể, số lượng phải cụ thể, nấu bao nhiêu bát cho bao nhiêu người ăn. Về cách làm thì ở cách làm đồ chơi em thấy chúng ta có thể thay đổi trình tự của các bước. Còn ở phần nấu ăn thì chúng ta không thể thay đổi trình tự về mặt thời gian được. Ví dụ như là nấu canh rau ngót thì chúng ta chọn rau như thế nào, rồi rửa thịt như thế nào, rồi bao giờ thì chúng ta cho thịt vào, rồi đun như thế nào, nêm nếm như thế nào thì nó khắt khe hơn, nên chúng ta không thể thay đổi trình tự thời gian vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của sản phẩm. Về yêu cầu thành phẩm, một món đồ chơi sau khi làm xong thì người ta sẽ chú trọng về hình dáng nè, về chất lượng của sản phẩm, sao cho nó sinh động, nó hấp dẫn. Còn ở món ăn cũng vậy, yêu cầu về màu sắc, về mùi vị, về hương vị, về trạng thái, vừa ngon lại phải vừa đẹp. Các em thấy bên cạnh sự khác nhau thì hai văn bản A và B này cũng có sự giống nhau. Chúng đều có cấu trúc 3 phần và vai trò của từng phần như sau. Để làm một món đồ chơi hay nấu một món ăn thì điều đầu tiên chúng ta cần phải có nguyên liệu. Nguyên liệu là thành phần không thể thiếu vì đây là điều kiện vật chất để giúp chúng ta tiến hành tạo ra sản phẩm. Bên cạnh đó là chúng ta phải có cách làm. Đây là cái thành phần đóng vai trò quan trọng nhất vì ta có thể làm theo dựa vào cái cách làm đó. Nếu không có thành phần này thì không tạo thành sản phẩm được. Cuối cùng là yêu cầu về thành phẩm cũng là một cái yếu tố vô cùng quan trọng giúp chúng ta có điều kiện so sánh, điều chỉnh và sửa chữa cái sản phẩm của mình. Cái giống nhau nữa ở hai văn bản này là lời văn của bài văn thuyết minh về cách làm. Về phương pháp thì nó rất là ngắn gọn, rõ ràng. Và đây cũng chính là nội dung ghi nhớ sách giáo khoa trang 26. Mời các em đọc ghi nhớ sách giáo khoa trang 26. Như vậy, để có thể giới thiệu với mọi người về một phương pháp, một cách làm ra một món đồ chơi hoặc nấu một món ăn ngon thì chúng ta, người viết là người phải nắm vững được cái phương pháp để làm ra món đồ chơi và món ăn đó. Chúng ta phải chú ý từ cái khâu chọn nguyên liệu đến cách làm để có thể giúp cho người đọc, người nghe hình dung được cái cách để chúng ta làm ra sản phẩm đó như thế nào. Rồi sản phẩm sau khi làm xong thì chất lượng của nó sẽ ra sao. Bên cạnh đó chúng ta phải nhớ lời văn trong văn thuyết minh phải thực sự ngắn gọn, rõ ràng. Đó chính là nội dung mà chúng ta cần khắc sâu ở bài học này.
Và sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu phần luyện tập ở sách giáo khoa trang 26-27. Các em thấy ở phần luyện tập bài tập 1 yêu cầu chúng ta tự chọn một đồ chơi hoặc là một trò chơi quen thuộc. Chúng ta lập dàn bài thuyết minh về cách làm hoặc là cách chơi trò chơi đó, yêu cầu trình bày rõ ràng mạch lạc. Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các em về dàn bài chung một cái số trò chơi dân gian mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như là thả diều nè, đá dế nè, kéo co vân vân. Vậy ở phần mở bài chúng ta sẽ giới thiệu trò chơi dân gian đấy. Phần thứ hai phân bài. Đầu tiên chúng ta nêu nguồn gốc, ý nghĩa tên gọi nếu có của trò chơi. Thứ hai là chúng ta sẽ giới thiệu về các dụng cụ chơi đối với trò chơi hoặc là cách làm đối với đồ chơi. Về số lượng ở đây là số lượng người chơi, người tham gia cái trò chơi đó. Cuối cùng là cách chơi và luật chơi. Phần 3 kết bài, chúng ta sẽ khẳng định lại tầm quan trọng của trò chơi và ý thức giữ gìn trò chơi đó. Chúng ta lưu ý ở phần phân bài. Ở đây cô có 3 cái lưu ý cho các em. Thứ nhất là cần giới thiệu đầy đủ, tỉ mỉ, chi tiết, cụ thể các bước tiến hành sản phẩm. Thứ hai là trong quá trình thuyết minh, để bài văn thêm sinh động, đối tượng thuyết minh được rõ ràng, chúng ta có thể sử dụng các yếu tố miêu tả, tự sự, nghị luận. Thứ ba là chúng ta vận dụng các phương pháp thuyết minh phù hợp. Đến với bài thứ hai ở sách giáo khoa trang 26-27 thì bài này khá là khó. Yêu cầu của bài đó là chúng ta đọc văn bản, chỉ ra cách đặt vấn đề, các cách đọc và đặc biệt nội dung và hiệu quả của phương pháp đọc nhanh được nêu ở trong văn bản này. Các số liệu trong bài có ý nghĩa gì đối với việc giới thiệu phương pháp đọc nhanh? Văn bản này khá dài. Chúng ta sẽ đọc văn bản ở sách giáo khoa trang 26-27 các em nhé. Và sau đây là phần gợi ý của cô. Ở phần thứ nhất, phần nêu vấn đề, thì chúng ta thấy trong văn bản phương pháp đọc nhanh, tác giả đã khẳng định vai trò của việc đọc bằng việc nêu phản đề. Thứ hai, sự phát triển của công nghệ, thông tin, máy móc không thể thay thế được việc đọc. Thứ ba, trình bày mâu thuẫn giữa việc đọc của con người với lượng thông tin khổng lồ từ tri thức của nhân loại. Ở phần giải quyết vấn đề, các em thấy người viết đã trình bày theo vấn đề từ thấp đến cao. Ở mức thấp thì có thể đọc thành tiếng, ở mức cao hơn có thể đọc thầm, đọc theo dòng, theo ý, hoặc là đọc lướt từ trên xuống dưới. Không bám sát các từ mà chúng ta nắm chắc các ý. Điểm mạnh là trong một thời gian ngắn, chúng ta có thể thu nhận đầy đủ thông tin chủ yếu của một trang sách, một cuốn sách. Điều kiện đó là ai cũng có thể vận dụng được, nhưng chúng ta phải có sự tập trung cao. Ở phần kết luận, văn bản phương pháp đọc nhanh đã nêu ra cho chúng ta những tấm gương đọc nhanh rất nổi tiếng. Ví dụ như là Napoleon, Balzac, Maxim Gorky hoặc Lenin. Đồng thời, tác giả cũng nêu ra gương các nước tiên tiến như Nga, Mỹ đã mở ra các lớp đọc nhanh. Các số liệu trong bài có độ chênh lệch rất cao, có sức thuyết phục lớn khi nói tới phương pháp đọc nhanh.
Các em thân mến, ở phần hướng dẫn về nhà, các em xem lại bài học. Và với bài tập 1 sách giáo khoa trang 26, dựa vào phần gợi ý dàn bài chung của cô, các em về nhà lập thành một dàn bài thuyết minh của riêng em về cách làm, cách chơi một đồ chơi, một trò chơi quen thuộc yêu thích. Yêu cầu trình bày rõ ràng mạch lạc. Các em sẽ gửi bài tập 1 này cho thầy cô lớp mình qua email mà cô cung cấp ở phía dưới trong thời gian 1 tuần từ ngày thứ Hai 13 tháng 4 2020 đến thứ Bảy ngày 18 tháng 4 2020. Với bài tập 2 khó hơn thì các em sẽ xem lại phần hướng dẫn gợi ý của cô ở phần trên. Các em thân mến, qua phần hướng dẫn thì cô hy vọng tất cả chúng ta đều đã nắm vững được kiến thức về kiểu bài thuyết minh về một phương pháp, một cách làm, và chúng ta có những cái tư liệu cần thiết, kiến thức cần thiết để hình thành những bài tập làm văn sau này. Chúc các em học tốt. Thân mến chào các em.